sườn xé, sườn xé, sườn miếng, miếng, à, chả cá, chả cá, à, mì căng, mì căng, à, ru heo phá lấu, à, phá lấu heo, rồi xí mại, xí mại, rồi đùi gà, đùi gà, canh hú qua. Dạ. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Sáng hôm nay thì Nghĩa đang trên đường đi ăn bún xì dầu. Cái món này thì Kiên cũng nghe cái tên thì thấy khá là lạ, chưa ăn bao giờ. Cái quán bún xì dầu thì nó nằm ở bên số bên con đường Quách Văn Tuấn, quận Tân Bình nhé. Giờ thì Kiên đang chạy thẳng qua bên đó. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Kiên, chúng ta sẽ cùng đi thưởng thức món bún xì dầu nhá. Sáng ở Sài Gòn trời rất là mát mẻ. Các em học sinh chuẩn bị đi học. Đây là Kiên đang đi qua một cái chợ buổi sáng họp chợ rất là đông. Đi đường xe nó hơi dằn, hơi rung một chút xíu nên là quý vị thông cảm nhá. Dậy là mặt trời cũng vừa mới ló lên được một lúc, bây giờ là khoảng 6 giờ. Quý vị thấy là mặt trời đó rất là chói không? Xin chào tất cả quý cô chú và các bạn. Hôm nay thì Kiên đã có mặt ở chợ Hòa Hưng. Bây giờ buổi sáng, bây giờ là 6:30. Hôm nay thì
thì Kiên sẽ đưa quý vị đi thưởng thức một cái những cái món chay ở trong cái chợ này nhá. Ở trong đây thì Kiên thấy là có những cái món ăn rất là ngon ở trong này. À, buổi sáng thì Kiên muốn vào đây ăn sáng và quay lại chia sẻ với quý vị có xem ở trong này có những món gì nha quý vị ơi. Đây đây là chợ Hòa Hưng vào buổi sáng này. Bên ngoài đây là bán trái cây này. Ở đây có một cô bán xôi này. Xôi, bán bún, bán bánh. Đấy. Ăn bánh cuốn hết cái cơ chá. Xôi, bún, bánh. Rồi, đi vô trong bên trong này. Đây, trong này rất là nhiều món luôn. À, quý vị ơi, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trong nguyên một cái gọi là đây, ở đây là những cái gian hàng ẩm thực ở đây. Rất là nhiều món nhé, buổi sáng ở đây thì rất là nhiều món. Đặc biệt là Kiên thấy ở đây có một cô bán là chuyên về đồ chay không. Và giờ thì Kiên sẽ vào khám phá và thưởng thức những cái món ăn ngon ở đây nha quý vị. Đây, ở đây là có cô chuyên bán về đồ chay, những món ăn chay gọi là ăn chay trường á. Đấy, quý vị thấy là ở đây là mình xem cái bảng của cô này. Đây là Khánh Vi, cơm, hủ tiếu, bún bò, bánh canh cua, bún mắm, các thức ăn chay mang về. Đấy. Ở đây là chỉ cái giá thì chỉ có là 15 đến 20 ngàn thôi. Cô bán rất là rẻ luôn. Đấy, và cô vừa mới dọn hàng ra đây này quý vị, vừa mới nấu cũng chưa xong hết các món đâu, đang bắt đầu là cô đang nấu cũng gần xong thôi. Kiên mới vừa đến đây xin cô quay này. Ở đây có chú cũng đang dùng đồ chay, rất là nhiều món luôn nhá. Rồi giờ Kiên sẽ đi một vòng chia sẻ với quý vị này. Ở đây là có há cảo này, cá cạo, rồi có đồ chua này, có khổ qua này, khổ qua nhồi với lại nhồi thịt nhưng mà là đồ chay nhá. Đấy, có đậu đũa này. Đây, mình lại đây hỏi cô này. Con chào cô. Hôm nay đi ăn sáng, con tính thì đi một vòng xung quanh cái chợ á, thì hôm nay tình cờ là thấy là ở đây là có cái những cái món ẩm thực chay của cô thấy là rất là ngon nên là con muốn quay chia sẻ với lại mọi người. Không biết là đây là một cô đã bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi cô nhỉ? À, cô bán ít lắm, mới có 40 năm. Ít lắm, mới có 40 năm rồi. Ở đây là ngày đó cô mới có 22 tuổi mà giờ cô 62 tuổi. À, bán ngày xưa mới 22 tuổi luôn. Dạ. Cô bán lâu đời lắm rồi. Dạ. Ôi, thế là nhà mình gần đây không cô? À, nhà ở phường 11 nè. Nhà phường 11 này. Đối diện chợ mình nè. À, nhưng mà nhà chợ. Cô ở bên Kinh Vô Lộc. À. Đằng sau lưng cái đường này. Dạ, dạ, bên Kinh Vô Lộc. À. Nhưng mặt tiền luôn đó cô, mặt tiền kênh. Tiền. Giờ là Kinh Vô Lộc ngày xưa chứ giờ Kinh Vô Lộc giờ là mặt tiền luôn, là ngon luôn nè. Mé trong chú. Dạ, mé trong. Đây là cô đang làm món gì đây? À, này cô làm canh hủ qua. À, canh hủ qua. Bên trong là có đậu hũ luôn cô. Đậu hũ với lại là có miến này. Cô nhồi này, cô bỏ vào trong á. Dạ. Dạ. Thế là đây là một ngày là cô nấu khoảng bao nhiêu món chay cô? À, một ngày là cỡ 30-40 món á. 30-40 món. Tại vì cô bán hủ tiếu nước. Dạ. Bún bò, bún mắm, hủ tiếu xào, cơm. Cơm nó gồm có mấy chục món. Dạ. Vậy là cô bán nhiều vậy đó, có một mình cô chuẩn bị sao, có kịp không cô? Không, cô làm thoải mái lắm. À. Tại vì cô quen. Quen rồi. Nói chung là vậy. Thế còn cần nhìn mà. À. Làm giờ là theo bản năng luôn rồi. Không có cần nhìn. Theo thói quen luôn rồi. Dạ. À. Thế là sáng là cô dậy lúc mấy giờ cô? À, cô là 4 giờ cô dậy.
cô đi tập thể dục một vòng 4:30 cô mới ra tới chợ. Ra tới chợ cô đi chợ một vòng rồi vô đây cô mới nấu. Là nấu trực tiếp ở đây luôn rồi cô? Nấu tại chỗ luôn. Tại chỗ luôn. Cơm nước là nấu ở đây hết luôn. Cô gọi là giới thiệu với lại quý vị khán giả là một số món ở đây được không? Con muốn chỉ cái món nào cô chỉ cho. Đây cô giới chỉ từng món đi. Cá cơm. Cá cơm. Tép mỡ. Tép mỡ. Kim chi. Kim chi. Đậu muối xả. Đó. Sườn xé. Sườn xé. Sườn miến. Miến. Chả cá. Chả cá. Mì căng. Mì căng. Rau heo phá lấu. Phá lấu heo. Xí mại. Xí mại. Rồi đuôi gà. Đuôi gà. Canh hú qua. Dạ. Bành thánh. Dạ. Nem chua. Nem chua. Rồi, các món xào nè. Xào. Dưa cải xào nè. Đậu que xào nè. Kho thập cẩm. Dạ. Nấm rơm kho. Cái này kho thập cẩm, ở này nó có la ghim. La ghim đó. Dạ. Này mắm thái. Dạ. Củ qua kho. Dạ. Cà tím kho. Cà tím kho. Chả chay. Cái này đặc biệt là chả chay. Canh chua. Canh chua. Rồi. Hủ tiếu. Này hủ tiếu này. Cái hủ tiếu này là có mì nữa này, hủ tiếu mì này. Hủ tiếu này, bún nè. Bún bò, bún mắm. Dạ. Đây là cô làm khá là nhiều món. Dạ. Đấy là mấy chục món đấy. Cô là không có con cái phụ cô hả? Không, cô thì có một thằng thôi. Nhưng mà giờ nó bị bệnh nè. Tự nhiên nó đột quỵ. Mới có 38 tuổi. Đột quỵ. Nó đang bán nó bán cái dạng như sinh tố cà phê. Cái đêm cái nó bị sốt nó còn cái đưa dùng gì cái bị tai biến rồi. Có một thằng một có đứa cháu nội thôi. Đây là cũng anh giờ rồi đó giờ con anh giờ đó bây giờ vẫn còn nằm một chỗ coi như nó ăn uống bình thường được không? Ăn uống thì phải đút. Anh cũng có vợ đúng không? Có vợ đứa con. Đứa con nay 11 tuổi rồi. Giờ là vợ chăm. Vợ chăm con chăm nữa. Sáng nó đi học là nó đút cho mẹ nó cho ba nó. Rồi nó mới đi học. Nay là học lớp 6 rồi. Đấy là cô cũng bán là phụ nhiều. Đây là cô gia chánh. Bà chính luôn. Còn vợ nó thì nó hơi chậm. Dạ. Sáng thì cũng đi cậu bà ngoại nó, mẹ nó đó. Bán cũng không có được nhiều, bán bún, bán đồ. Dạ. Trưa nó về. Cô thì tới chiều cô mới về. Dạ, có thấy là cô làm tay thanh thách luôn. Cô làm rất là cô nhanh. Làm quen mà. Quen rồi. Cô gọt đồ cũng không có nhìn luôn. Quen mấy chục năm rồi. Không phải tại người nào quen dạ. Người nào lẹ dạ. Ở đây là khách ví dụ như là buổi sáng là cô bán là cho là con ở đây bán rồi ví dụ người ta đặt năm dỗ năm quại dạ. Rồi ma chay chết chóc đó con dạ. Rồi chùa đặt cúng vong đồ này cái nọ dạ, cô bán thì nói chung là cũng đa dạng. Nhưng mà chủ yếu là khách mang đi không hay là đã... mang đi hộp đó cô bán hộp rồi cô bán ăn đây thì cái gì cô bán là nó quen quen khách. Đây là cô bỏ gia vị nêm nếm gia vị nè cô nấu là cô nêm nếm là cô không có nêm vô miệng luôn nó vừa luôn rồi đó cô quen vậy rồi. Làm là mấy chục năm nhưng mà cô tự làm mà cô không có mướn người. Dạ. Cô quen vậy á. Đây là trong chợ này là Có mình cô bán đồ chay thôi. Còn ngày chay á thì nó mọc. Dạ. Đủ đến người nó bưng vô ví dụ đại gái. Đúng rồi. Còn chay thì không ai dám bán nguyên năm nguyên ngày đâu. Dạ. Khó bán hơn nhưng mà tại vì mình quen mối rồi. Dạ. Đó, nhiều khi họ đặt nắm dỗ nắm gỏi. Ở đây là cô bó chả luôn. Cô không có lấy mối luôn. Này cô tự bó luôn. Tặng bó luôn. Chả này cô tự bó luôn. Ghiền luôn. Cái này là đầu tổ đậu kỳ đúng không? Đậu kỳ. Đậu kỳ. Đó. Bó. Chả đây là cô bán luôn. Cô tự bó luôn. Yeah. Vậy là cô bán một ngày như vậy là đến mấy giờ? Cô bán tới 2:30 3 giờ là cô dọn. Từ 6 giờ. Coi như là 6 giờ á. 6 giờ đến 2:30 3 giờ chiều là dọn. Nói với giờ cũng lớn tuổi mà con nó bị bệnh nó cũng cực lắm dạ. Chung
là giờ ở chú là giờ. Chú thì cũng phụ nhưng mà chú chạy xe ôm. À chạy xe ôm. Chú thì cũng gần 70 rồi. À dạ. Đây là uống muối xả. Muối xả. Đây là cô làm rất là nhiều món luôn. À, cô tự làm đấy. Hết làm hết. Dạ. À, cô là cô không có đi lấy mối. Dạ. Bán là cô quật vậy đó, ai đặt dỗ quải cha mai chai gì cô bán. Dạ. Cô làm hết á. À. Ở đây thì nói chung mình bán bình dân lắm. Dạ. Mình tự làm được á, cho nên nó đồ nó ngon mà nó rẻ. Dạ. Cứ sáng ra là cô làm đồ nóng hết. Nó vậy đó. Cô làm cho con một cái phần cơm đây, có cơm luôn không cơ? Có cơm thập cẩm đi. Con ăn đây luôn, ngồi đây ăn luôn. Ngồi đi con. Dạ. Đây mình ngồi đây mình ăn cơm nhá. Đây là cô bán bình dân, ngắm giá nào cô cũng bán hết. Dạ. Nhưng mà đặc biệt là 20. Còn mấy chú đó ăn là 15. Cô lấy con 20 nhá. Không, nói chuyện khó khăn là dạ. Cả nào cô cũng bán hết. Dạ. Giá nào cũng bán. Bán cho người ta ăn luôn. Dạ. Con cũng thích ăn chay lắm. Ăn chay tốt cho sức khỏe. Giảm cholesterol. Mình có tin là bữa cái anh đó anh ăn không? À. 4 dĩa cơm nằm vô một cái tô. Dạ. Mà một cây chả chiên của con là chay, con làm thêm chả chiên. À. Anh có hết không con? 600 cà ràng. Dạ. Hơn nửa ký á. Riền luôn trời ơi. Ăn sạch luôn rồi, ghê ăn hai chén canh luôn. Hai đá, trời ơi. Anh nó bụng. Anh nó bụng bụng không biết là bụng gì nữa. Thôi, ông quay công nhận con ăn một cái dĩa này là con ăn ứ rồi. Dạ. Wow. Anh nói là anh ăn 4 dĩa như vậy. Trời ơi, ăn 4 dĩa như vậy, con ăn dĩa này con thấy là cũng nhiều rồi đấy mà anh ăn 4 dĩa rồi. Ăn 4 dĩa luôn. Trời ơi. Đây quý vị ơi, cô làm cho Kiên một cái đĩa cơm chay này, nhìn hấp dẫn không? Đầy đủ các món luôn nhá, bên này có canh chua này. Rồi, Kiên mời cả nhà cùng thưởng thức nhá. Tập mua. Cái này là cô mới làm xong này, nhanh ha. Rất là nhanh luôn á. Cái gì cũng lẹ làng gì. Dạ, cô làm nhanh, nhanh gọn lẹ. Rồi, giờ mình sẽ... Bên này có nước mắm này. Ở đó là nước tương ớt. Nước tương ớt hả cô? À, nước tương ớt. Ớt sa tế. Ớt sa tế. Nước tương ớt. Đây là nước tương mắm. Ăn ớt thôi. Ăn ớt thôi. Vừa ăn rồi. Dạ. Đấy. Đầy đủ hết. Cô làm đậm đà rồi. Đậm đà, cô làm đậm đà. Canh chua cũng nên nếm ngon lắm, ăn thử cho biết. Dạ. Canh chai với nấu ngon canh mặn. Dạ. Thôi ăn thử đi, liền luôn. Nó còn đấy người ta ăn mà ta ăn sạch cái chén là con biết mà. Ăn sạch luôn, con cũng phải cố gắng ăn cơm chay là phải ăn sạch. Như cái chú đó, chú ăn cơm gì nữa. À. Cái dụng xa. À. Nên mình bán rẻ cho chú ăn. Ừ. Ngày nào cũng làm cái dĩa vậy đó. Dạ. Kiếm gì? Con lấy cái đũa. Đũa. Ai đến cô cũng cho một phần như thế này. 20 ngàn. Đầy đủ luôn. Lao động đòi hỏi tết lắm. Dạ. Đi tù sinh viên rồi đó, nó cơm hộp cũng chưa đó con. Dạ. Sinh viên qua ăn thì thôi rồi luôn đó. Ngon. Nó quen rồi, nó đi chỗ khác nó ăn đó.
cảm giác không có ngon. Dạ. Tại vì con biết người ta mình làm lấy nó ngon hơn. Còn người ta nó cứ mua đồ làm sẵn nó ngọt. Dạ. Nó ba, nó nêm ba cái đường quá hợp. Đúng rồi. Cô không có, cô tự làm lấy. Này là cô tự làm hết. Sáng ở đây là cô tự làm. Dạ. Ăn nấm là thấy nó giòn nó thơm không? Ở trong này cũng nhiều món quá cô ha. Món gì cũng có hả? Cơm rất là ngon nha quý vị ơi. Cô nấu đơn giản mà dễ ăn. Món chay thì như vậy là tuyệt vời rồi. Nên nếm gia vị. Cái này là mình quay tôi lên đâu? Con cũng là YouTube. Dạ. Con ăn thấy cái này nó giòn giòn, nó thơm thơm, giòn giòn chua chua ha. Cái đó là mắm Thái. Mắm Thái hả cô? Ừ, thơm quá. Con đủ ngon hết. Dạ. Ăn nó giòn mà nó thơm, nó chua. Đúng không? Dạ. Anh chua cô nêm nếm rất là vừa ăn. Dịu dàng. Không ngọt lắm, không mặn lắm. Dạ. Khó kiếm lắm đó nha. Đúng rồi. Mà cô nấu canh chua là không biết cô không nêm me. Không nêm me. Không nấu me. Nhưng mà nó chua là... Nó chua là chua ở vị gì cô? Cái con ăn con cảm giác được. Thì con ăn lại. Cảm giác con nó mùi gì. Không chanh, không me, không tế, không gì hết. Mà con vẫn thấy nó chua. Nó là chua ngọt, chua dịu. Đúng rồi. Có lẽ từng chua me. Con đi thành phố Hồ Chí Minh không ai nấu canh chua lắm cô. Dạ. Nói thiệt, con đi vô mấy quán lớn con còn ăn cũng không có giống luôn. Dạ. Đây có sườn xé nè, nó đủ thứ trong này luôn á, chả nè, chả cá, cà nè, đậu hũ à, cái này khổ qua nè, củ cải à, nấm. Chua, nó có đậu một thứ. Dạ. Chua là chua dưa cải. Chua dưa cải quá. Cái dưa đó cô cũng muốn lấy luôn. Dạ. Nói chung là toàn bộ không có dám mua ngoài. Buổi sáng mà làm một phần này là no đến trưa luôn. No đến trưa là ăn chế chế chịu cũng được. Nó mua hộp đó, con biết để dần nó ăn. À. Con ăn vô là con để tới chiều cũng không tiêu. Dạ. Tại vì con biết sao cô sáng mới là làm. Ừ. Những người ta không có mấy, người ta làm chậm á. Dạ. Làm đồ cũng quen hết. Ừ. Hôm nay ta chỉ có hâm lên thôi. Dạ. Mình không có ra đây mới trực tiếp làm. Này cô đang làm rất là nhanh. Đây quý vị xem cô làm không? Cô đứng cô làm. Cái đó là món gì cô? Cái này là trứng mại chiên. À, trứng mại chiên.
ăn thập cẩm này ngon quá ạ. Ăn thập cẩm có chua, chát, mặn, đồ đủ thứ. Cho em chai Pepsi rồi. Đấy là đầu tàu hũ á cô. Cái này là hũ kỳ. Hũ kỳ. Hũ cắt ra cô chiên đúng không? À đùi gà. Rồi cảm ơn chị. Ai đến có một đĩa đầy đủ đủ thứ. Đi chợ là đi chợ trong trong này luôn luôn đây luôn. Dạ. Sáng nó có chợ ở đây rồi. Dạ. Không biết người ta bán ngoài đường á. Dạ. Nó bắt đầu á 5 giờ bắt 6 giờ 6 giờ nó bắt đầu nó bắt vô đây. Dạ. Cái này mà dịch lên chính mình là làm lẹ làm đây là số 1 á. Mấy bữa là phải cô phải là tham gia cuộc thi vượt lên chính mình. Dạ. Tôi năm nay là 62 rồi. 62 làm đây là đây cũng bằng ba con là 63. Ba con 62 chứ. 62. Ba con là sinh năm 58. Cô là cũng năm 59. Ta gọi là 63 rồi. Con này nhiêu tuổi? Con năm nay là 31. Nhỏ hơn con cô 7 tuổi. Dạ. Con cô nay 38 này. À. Nhà có một thằng thiếu nhiêu. Dạ. Tại nó bị vậy á. Bà em được nước bạc rồi. Dạ, chúc mừng, dạ, cảm ơn chị. Tên gì? Khoái like cho bạn thêm nữa chứ. Bà em là kênh Sài Gòn Travel. À, chỉ có tuổi trẻ trẻ giờ nó mới biết, tuổi nhỏ giờ nó biết. Chị đang thích coi cái kênh của Phạm Thị Kiều Tiên á, người Việt mà sống ở Hàn á. À. Chị thích coi lắm luôn, tại vì coi cái văn hóa của nó đó. Phạm Thị Kiều Tiên. À. Phạm Thị Kiều Tiên. Em biết tên đó không? Không, em không biết. Nó là người Việt thôi, chắc có hàng rồi. Mà mãi lên cũng chất lắm. Dạ. Nó đi ăn rồi, nó đi cô, nó đi này kia là nó lên ngồi lắm luôn. Ngồi. Tụi trẻ giờ đã coi YouTube nhiều. Cho như chị săn món ăn thì cũng lên kênh YouTube. Dạ. Giờ cứ cầm cái điện thoại là lướt lướt vô YouTube đúng không? Đúng rồi. Thế đâu giờ ít coi TV lắm. Dạ. Hiểu, chứ mà mình không hiểu thì mình đâu có quản lý nổi, đâu phải đúng là quản lý mà mình giống như là bạn bè đang mình coi mình nói chuyện đó. Dạ. À, nên nó không cần cái tiền bán ngoài, nó tránh tình trạng quen tầm xấu. Dạ. Bởi vì nên nó
Dạ. Dạ. Rồi, quý vị ơi, Kiên đã ăn sắp hết một cái đĩa cơm gọi là cũng khá là nhiều á. Cô làm cho một đĩa đầy luôn. Ăn gần hết rồi, còn một ít đó. Phải cố gắng thôi. Mà no quá. Mà dở rồi. Dở rồi. Không bằng à? Không bằng một nhóc luôn. Thầy nhớ bụng anh to quá rồi. Anh còn nhóc, anh cũng vô, có mặt lắm đâu. Nhỉnh hơn con chút xíu thôi. Thấy anh tròn như cái gì. Không, nhỉnh hơn con chút xíu, không có phải mà phì đó. À. Cũng như dạng như là bự con thôi. Dạ. Hơi hơi bự con thôi. Cao thì không cao lắm. Dạ. Đâu có... Anh là võ sư anh ăn nhiều. Cô thấy nữ á, cái hàng cô có đứa ăn hai dĩa. Nữ á, ăn hai dĩa giống con. Nhưng mà ăn hơn nữ có. Nữ thấy ăn nhiều. Dạ. Ngon mà. Món nào cũng ngon hết á. Con nói thật. Ai món nào cũng thấy dễ ăn đó. Không có ngọt ngay hả? Dạ. Dạ. Cái vô dĩa cơm là khỏi cần trang hết trơn. Đúng rồi. Cái bận mình. Con trộn lên là ăn thôi. Ai có ăn ớt thì... cái gì cô nhỏ? Thịt à? Thịt chiên à? Có, cái này nó nằm ở trên này. À, nó bị cháy hả? Mình chiên đó, chiên cái này dạ, nó sót. Dạ. Bỏ đi con. Chả chiên. Chiên vừa qua này. Con đã hoàn thành được cô ạ. Con đã chiến thắng chính bản thân mình. Ăn với cơm đầy ủ luôn. Còn hai miếng nữa ăn nốt. Rồi, con đã chiến thắng chính bản thân mình rồi. Wow, mình đã ăn hết rồi chị ạ. Vậy khuyến mãi một cái. Khó ăn, khó ăn. Hai vị ăn hết một đĩa cơm chay rất là nhiều luôn. Đầy đủ của cô nhá. Mà mình không phải là người phá kỷ lục của cô, có người khác phá rồi. Yeah.
hết nhiêu cô? 20. Gửi tiền tôi nha. Cái này gì ạ? À, nước ngọt. À, nước ngọt nhiều. Đây, con gửi nước ngọt luôn. Cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô nhiều sức khỏe và nấu thật nhiều món ăn chay ngon. Cô vẫn đang dậy sớm mỗi buổi sáng đi tập thể dục đấy, về đây nấu đồ chay bán nhá. Sáng đi sớm á, 4:30 đi à? 4:30 là đi rồi. 4 giờ á là xuất phát. Dạ. Đi tập thể dục vòng. Dạ. Phải mấy chạy hoài. Dạ. Chạy hoài luôn. Cô vui tính. Bán hàng vui tính. Rồi, con chào cô nhá. Dạ, rồi quý vị ơi, quý vị có dịp thì hãy ghé chợ Hòa Hưng nhá. Bên trong lòng chợ là đây là cái quán chay Khánh Vi, sạp 1157-159 nhá. Cái này là hai sạp. Hai sạp luôn. Cô là hai sạp. Cô là hai sạp 1157-159 luôn. Đấy. Ở đây chỉ có 15-20 ngàn mà ăn no, úi dồi, ú ụ luôn nhá. Ăn gọi là thở luôn. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong những video sau.